Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và giải trí. Bản tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 24 tháng 8 ghi nhận có thêm 6 người dương tính với nCoV, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh tại Việt Nam tính đến thời điểm này là 1.022 người, trong đó có 588 người đã hồi phục, 27 người tử vong và số còn lại hiện đang được điều trị. Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh tại các quốc gia, không chỉ gây tử vong cho người bị nhiễm virus này, mà còn là nguyên nhân gián tiếp gây tử vong cho hàng trăm ngàn bệnh nhân bị lao phổi khác. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, do giãn cách xã hội, nên số người đến bệnh viện khám chữa lao phổi giảm đi, khiến số bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này sẽ tăng khoảng 190.000 người. Thống kê cho thấy, trên thế giới, tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao giảm 25%. Tại Việt Nam, tỷ lệ này đã giảm 11%. Việt Nam hiện nay là nước có tỷ lệ bệnh lao cao nhất, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên thế giới và cũng đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới. Dự án cống ngăn triều lớn nhất Việt Nam ở Sài Gòn vừa được lắp cửa ven 460 tấn. Cống ngăn triều với tên gọi là Cây Khô, tọa lạc trên sông Cần Giuộc vừa được lắp đặt cửa van nặng hơn 460 tấn. Toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng này hiện đã đạt 88%, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là cống ngăn triều lớn nhất Việt Nam với mục tiêu nhằm chống ngập úng thuộc huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Theo lời chủ đầu tư, cửa van cống là phần hạng mục rất lớn của dự án, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát triều cường và chủ động hạ thấp mực nước kênh rạch. Tập đoàn Trung Nam được cho là công ty thi công dự án vừa nêu trên với thời gian bảo hành công trình là 3 năm. Tin cho hay, dự án ngăn triều được thực hiện với quy mô lớn bao gồm 6 cống ngăn triều, đó là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Bên cạnh đó, dự án này còn có hạng mục 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn, từ Vàm Thuật cho đến sông Kinh với các cống nhỏ hơn. Đề xuất nới lỏng điều kiện mở casino. Kính thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có đề xuất gửi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam về việc được sửa đổi bổ sung một số quy định qua việc kinh doanh casino. Cụ thể, Bộ Tài chính vẫn đề nghị giữ nguyên quy định về việc vốn đầu tư tối thiểu đối với lĩnh vực này là 2 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh casino khi đã hoàn thành việc giải ngân tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư, nghĩa là ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim. Về quy định quảng cáo kinh doanh casino, Bộ cũng đề xuất cho phép các casino được quảng cáo trong khu vực nhằm để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Cũng trong đề xuất lần này, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ sửa một số nội dung về việc quản lý nội bộ và kiểm soát nội bộ casino, các vấn đề liên quan đến việc thu hồi giấy phép và các hình thức xử phạt trong kinh doanh casino. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu không theo dõi đầy đủ các đối tượng ra vào sòng bạc, không thông báo về việc thay đổi người quản lý hoặc là việc quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi không đúng với quy định. Và ngân hàng dồn dập rao bán các tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Hàng loạt các tài sản bảo đảm như xe hơi, tàu cá và vật liệu đang được các ngân hàng ồ ạt thanh lý trong thời gian gần đây. Ngoài các tài sản như vừa nêu trên, còn có các bất động sản giá rẻ và thậm chí có cả những bất động sản nhà xưởng có giá trị hàng chục tỷ. Vấn đề này diễn ra trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề gặp khó khăn, đặc biệt gần đây còn bị tác động mạnh bởi COVID-19. Việc người dân và các doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ cũng như là các ngân hàng phải rao bán tài sản bảo đảm là diễn biến được dự báo từ trước. Theo ghi nhận, tài sản đưa ra rao bán thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Tuy nhiên, phải qua nhiều thủ tục giải chấp, nếu phát sinh trục trặc thì người mua sẽ phải chịu thiệt thòi. Do vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân và nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định mua lại các tài sản thanh lý từ ngân hàng. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết,
tài tử Tom Cruise nhảy khỏi mô tô ở độ cao 150m. Tài tử Tom Cruise thực hiện cảnh nhảy khỏi mô tô đang bay ở độ cao hơn 150m, không cần diễn viên đóng thế. Theo NME, hôm 23 tháng 8, thợ săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc mà tài tử 58 tuổi ở trường quay Mission Impossible 7 ở Oxfordshire. Tom Cruise tự lái mô tô phân khối lớn bay từ con dốc. Cả người và xe đã được móc dây an toàn. Cảnh phim này tiêu tốn khoảng 2 triệu bảng Anh. Và Tom Cruise đến Oxfordshire thực hiện các cảnh quay về mô tô hồi đầu tháng 8. Và các cảnh quay đã kéo dài hơn dự kiến vì một diễn viên đóng thế đã gặp tai nạn khiến xe bốc cháy ở trường quay. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến cho đoàn phim phải nghỉ vài ngày để sửa chữa lại xe và bối cảnh quay phim. The Rock đối đầu với các anh hùng DC trong Black Adam. Dwayne Johnson sẽ vào vai ác nhân Black Adam trong bom tấn cùng tên đối mặt với nhóm siêu anh hùng Justice Society of America. Ngày 23 tháng 8, kênh YouTube của DC tung ra teaser đầu tiên về dự án, tiết lộ hình ảnh đầu tiên của The Rock trong vai diễn mới. Đoạn video được tạo từ những hình ảnh sống động mang phong cách truyện tranh trên lời dẫn truyện của Dwayne Johnson. Cuộc phim dự kiến sẽ ra rạp mùa Giáng sinh năm 2021. Theo Variety, siêu anh hùng Atom Smasher là đối thủ chính của Black Adam sẽ do Noah Centineo đảm nhận. Các diễn viên khác thì chưa được tiết lộ. Theo lời kể chuyện của Dwayne Johnson, trong teaser, Black Adam sẽ đối đầu với các siêu anh hùng của Justice Society of America. Thông báo của CBN TV. Kính thưa quý vị, đài CBN chúng tôi đang cần tuyển nhiều nam nữ dẫn chương trình cho các show của đài. Cơ hội để các bạn trở thành một MC dẫn chương trình chuyên nghiệp. Mọi chi tiết quý vị liên lạc về số điện thoại 714-316-5999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, phần thông báo vừa rồi đã kết thúc bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp với gia đình. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị.